vào khu trục INS Visakhapatnam. Được đánh giá là lớp tàu khu trục tàng hình mạnh mẽ nhất và tiên tiến nhất, INS Visakhapatnam được hạ thủy vào ngày 20 tháng 4 năm 2015, cho tới khi được đặt tên thánh và biên chế cho Hải quân vào tháng 5 năm 2018, INS Visakhapatnam sẽ là khu trục hạm tiên tiến nhất Ấn Độ, có thể thực hiện hành trình tuần tra trên khắp các đại dương. Tàu có chiều dài 163 mét và nặng 7.300 tấn, trang bị 8 ống phóng tên lửa chống tàu BrahMos, 32 ống phóng tên lửa phòng không tầm trung Bharat-8, hệ thống radar cảnh báo đa chức năng, giám sát mọi mối đe dọa và hai hệ thống phóng ngư lôi cùng trực thăng chống ngầm được chế tạo hoàn toàn bằng thép sản xuất tại Ấn Độ. Tàu INS Visakhapatnam được trang bị hệ thống vũ khí tối tân, bao gồm tên lửa siêu thanh có thể bắn chính xác các mục tiêu trên bộ và trên mặt biển từ xa. Hệ thống phòng thủ của tàu bao gồm tên lửa đất đối không, tên lửa chống tàu và 4 súng bắn nhanh 30mm. Ngoài ra, tàu INS Visakhapatnam có năng lực chống tàu ngầm với các hệ thống ống phóng ngư lôi và tên lửa dưới mặt nước. Tàu INS Visakhapatnam còn được trang bị hệ thống radar giám sát đa chức năng rất hiện đại của Israel.